Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn, một trong những lễ hội đặc sắc nhất cả nước dịp đầu xuân, đã chính thức khai hội tại khu danh thắng Tây Thiên, di tích quốc gia đặc biệt tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Tới dự có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số ban sở ngành địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Trúc văn tại buổi lễ đã khái quát công lao của quốc mẫu Lâm Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Tương truyền lúc sinh thời, bà đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Khi bà hóa, được vua sắc phong sơn trụ quốc mẫu, tối linh đại vương thuộc hàng thượng đẳng phúc thần. Di tích chính thờ quốc mẫu Tây Thiên tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự đóng góp công đức của nhân dân và du khách thập phương, các công trình văn hóa trong quần thể khu danh thắng Tây Thiên được trùng tu, tôn tạo, xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt, đáp ứng tín ngưỡng thờ mẫu của nhân dân. Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ mẫu và Phật giáo đã tạo nên nét độc đáo riêng vốn có của khu danh thắng Tây Thiên và lễ hội Tây Thiên để Tây Thiên trở thành địa chỉ hành hương đến với Phật, về với mẫu của du khách thập phương. Lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn với các hoạt động đặc sắc như rước kiệu, hội chợ, liên hoan hát văn, hát chầu văn và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi động. Năm nay, khai hội Tây Thiên diễn ra trong thời tiết thuận lợi và đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần nên đã thu hút hàng vạn lượt du khách tham dự. Tôi từ đầu năm giờ đi rất nhiều lễ hội rồi nhưng mà lần này là lần đầu tiên tôi đến Tây Thiên. Cảm xúc của tôi phải công nhận ở đây là tổ chức rất coi như là rất hoành tráng, dân thì cũng mến khách, không cái hữu tình. Rất là vui và rất khấn khởi và tự hào là cái lễ hội hôm nay. Bản sắc dân tộc chúng tôi chỉ mong muốn là duy truyền để cái bản sắc này mãi mãi cho đời sau cho con cháu. Trong một cái dịp lễ hội như thế này thì tôi thấy rằng là tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một cơ hội để quảng bá các cái sản phẩm du lịch cho tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt những sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền của tỉnh Vĩnh Phúc đến du khách thập phương. Với doanh nghiệp chúng tôi hôm nay cũng đem các sản phẩm OCOP của mình đến quảng bá cho khách thập phương đến với lễ hội ngày hôm nay. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi quảng bá sản phẩm của mình tới các du khách. Tam Đảo được xác định trong quy hoạch tỉnh là khu vực phát triển về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và phát triển đô thị du lịch. Hy vọng năm 2024 này với những cái việc chúng tôi đã làm và quảng bá du lịch của chúng tôi thì du khách thập phương sẽ đến với Tam Đảo ngày một đông hơn. Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, huyện trọng điểm du lịch Tam Đảo đã đón trên 600.000 lượt khách du lịch, tăng 20% so với những năm gần đây. Trong đó, riêng ngày khai hội, trên 1 vạn lượt du khách đến với Tam Đảo. Đây là những tín hiệu lạc quan khởi đầu một năm mới với ngành du lịch Vĩnh Phúc. Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với lĩnh vực du lịch để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng dịch vụ chất lượng, sản phẩm khác biệt, hiệu quả bền vững. Vừa phát triển du lịch dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo dựng phong cách du lịch Vĩnh Phúc với các nét độc đáo riêng biệt, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch trong khu vực. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024, Vĩnh Phúc đón trên 10 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng.